chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi tận khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xa xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Mẹ có nói gì em không? Dạ không. Mẹ còn tặng cho em chiếc nhẫn gia bảo nè. Đẹp lắm. Em thích lắm. Mẹ còn nói là ngày mai biểu bé Ngân qua gặp mẹ. Anh cũng muốn bé Ngân tiếp xúc với gia đình mình, quen nề nếp, dọn về đây sẽ dễ hơn. Cảm ơn anh. Nhưng mà em nghĩ là chưa nên đâu anh à. Bởi vì nếu như bé Ngân về đây sẽ làm xáo trộn cuộc sống gia đình, mà mẹ thì chắc sẽ không thích điều đó đâu. Kiều. Dạ. Ngân là con em, cũng là con anh. Em không yên lòng thì Ngân ở ngoài một mình, thì anh cũng vậy. Nghe nè anh, đứa con dọn về đây nha. Chờ đợi từng ngày từng giờ để có được giây phút này. Mẹ, con. Con tới sớm lắm không mẹ? Con tới như vậy là đúng rồi đó. Bà nội không thích ai tới trễ đâu. Đi đây cho mẹ. Dạ thôi, để con ôm được rồi. Mẹ. Hả? Bà nội có vẻ hơi khó tính phải không mẹ? Bà nội khó tính thiệt, nhưng mà thương mẹ lắm. Với lại bà nội cũng thương con đó. Đừng có lo nha. Dạ. Nè, con nhìn nè. Đây là cái nhẫn gia bảo bà nội tặng cho mẹ đó. Wow, đẹp quá nha. Gia quy nhà này hơi khó, nhưng mà mọi người ai cũng tốt với mẹ lắm. À Ngân nè, nếu như Dượng muốn con dọn về đây ở với mẹ, con có chịu không? Chịu chứ mẹ, chịu liền luôn á, giơ hai tay hai chân luôn á. Nhà của Dượng hả,
vừa rộng vừa đẹp, còn thêm cái sân vườn nữa nè. Con ở liền nha. Mẹ đang nói nghiêm túc á, giỡn hoài. Tại con thấy mẹ căng thẳng quá nên con giỡn cho mẹ vui mà. Mẹ biết sao không? Nhà của mình á tuy là nhỏ thiệt nhưng mà con ở vậy thoải mái hơn. Thôi tùy con nha. Thôi hai mẹ con mình vô dọn cơm đi, mọi người sắp về rồi đó. Dạ. Mẹ. Dạ, con chào mẹ. Con chào nội. Con mời mẹ ngồi. Dạ thưa nội, con có mua ít trái cây qua biếu nội. Đưa đây cô ơi. Dạ. Dạ. Tự nhiên có đứa cháu nội ngang không? Dạ. Con chào mẹ. Thưa mẹ, con mới đi làm gì? Con chào Dượng. Con chào chú. Ngân, tới nào vậy con? Dạ, con cũng mới tới. Con dọn qua đây đi, để mẹ con bớt lo hơn. Dạ, không cần đâu Dượng. Con qua nó một mình cũng được. Dượng nói đúng đó con. Dạ, vậy con về dọn đồ rồi con báo Dượng. Xong chưa? Dạ. Thay đồ xuống ăn cơm. Dạ, mẹ. Con xin phép lên thay đồ trước. Anh Ninh đưa. Dạ. Lấy Ngân gì vậy mẹ? Dạ. Cậu ơi. Dạ chút xíu được không cậu? Chứ con có chuyện gấp lắm cậu ơi. Sao vậy? Đau bụng quá. Sao bị đau bụng? Con đừng hỏi nữa. Hỏi nữa trả lời không kịp, chết con luôn á. Đi đi. Thôi, vậy em đưa bé Ngân về giùm anh nha. Hả? Dạ không cần đâu Dượng, con tự đón xe về được rồi. Có gì đâu mà không cần, có sẵn xe, Khôi đưa con về, Dượng an tâm hơn. Hả Khôi? Dạ. Vậy thì làm phiền chú Khôi quá Dượng. Người nhà không à. Con cảm ơn chú. Thôi em đi đây. Chào Dượng, chào mẹ con đi. Con về nha. Dạ. Mẹ có chuyện muốn nói với mọi người, hai đứa ngồi đi. Dạ. Hỏi rót. Dạ. Dư, con cũng cần nghe. Dạ. Mẹ muốn nhắc lại cái nội quy trong căn nhà này để cho mọi người nắm rõ. Kiên à. Dạ. Trong cái căn nhà này ai là người lớn nhất? Dạ, mẹ là người lớn nhất. Dạ, tụi con luôn nghe lời mẹ chỉ bảo và tôn trọng mẹ. Có không? Hay là mọi người coi bà già thì không ra gì? Tôi còn sống mà, căn nhà này tôi làm chủ, chứ đâu phải là nhà quan chết chủ. Mà mấy người muốn dẫn ai vô thì vô, muốn cho ai ra thì ra, có phải không Kiên? Con từ nào tới giờ là người biết trên biết dưới. Vậy mà từ ngày con lấy vợ về, con làm cho trật tự nhà này đảo lộn hết. Con không có, thưa mẹ. Dạ thưa mẹ, tụi con hiểu rồi. Từ giờ trở đi, dù làm bất cứ chuyện gì lớn nhỏ, tụi con cũng hỏi ý kiến của mẹ mới dám làm, chứ không dám tự quyết định à. Nếu biết vậy tốt lắm. Mẹ không hy vọng là có lần sau nữa.
Thôi hết chuyện rồi. Dạ. Dạ. Bà ơi, rồi giờ tính sao hả bà? Tính sao là sao? Dạ chuyện đồ ăn á, để con còn biết chuẩn bị. Cái nhà này có dâu mà, đi hỏi nó đó. Cái gì cũng hỏi tôi, cái gì cũng hỏi tôi. Dạ tại nãy bà nói là trong nhà này chuyện lớn nhỏ gì cũng phải hỏi ý kiến của bà. Chà, đi cái nhẹ nhõm liền tại chỗ, không kịp là chết. Đau bụng quá. Cảm ơn chú đã đưa con về. Người đau kỳ cục làm như hay lắm. Cậu có sao không? Xin lỗi chú. Nè, nè. Nè. Còn là gì? Con gái. Thì sao? Con bỗng có hộp. Nè, theo quy định của bà nội á, là không được ăn bất cứ một cái thứ gì ở trong phòng ngủ hết. Trời ơi, trời đất ơi. Ở đây có hai mẹ con mình à, không ai biết đâu. Dòng họ Nguyễn Phan. Trời ơi, con Gia Huy hả mẹ, mà cả cuốn vậy hả? Con phải đọc và thuộc lòng tất cả các quy định trong này. Ăn không nói, ngủ không ngái. Ủa rồi, thí dụ mình ngủ sao mình biết mình có ngái hay không ngái được? Gia Huy gì kỳ cục vậy? Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Mẹ ơi, con làm không có được đâu mà. Con mà vi phạm một trong tất cả cái nội dung trong này á, là mẹ cũng không có đỡ cho con được đâu đó nha. Ráng thuộc và làm theo nghe không? Mẹ ơi, cho con chết. Thôi ngoan đi nè, ráng lên mẹ thương. Mẹ biết là con gái của mẹ làm được mà, đúng không?
nè. Trả lời mẹ đi nè. Con làm được đúng không? Dạ được. Cái đó là chính mắt con thấy, chính tay con nghe luôn á bà. Tại sao nhà của tôi lại chứa chấp những thứ vô văn hóa như vậy được chứ? Theo kinh nghiệm 20 năm làm ô sin của con thì con nghĩ là hai mẹ con này vô nhà này là để đào mỏ đó bà. Con để hai người đó cho bà nghe chưa? Bà yên tâm. Thôi làm việc đi. Dạ. Trời đất ơi. Mới cưới dầu làm gì mà cái mặt đâm chiêu quá vậy chị Kim? Đâu có gì đâu. Dạ mời vô ngồi. Dạ. Có chuyện gì? Chuyện gì mà ngồi thấy suy tư quá vậy? Không được vui đúng không? Đâu có gì đâu. Ghê. Để tôi. Cảm ơn anh. Thôi để đi, ổng đàn ông ga lăng lịch sự. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Mà thôi, cái chuyện nó cũng lỡ dở hết rồi, suy nghĩ làm gì nữa. Nhìn tôi cái gì, có gì đâu ngạc nhiên. Bởi vì sao? Con dâu của chỉ là một cô thợ may bình thường thôi, không có môn đăng hộ đấu gì hết á. Cho nên mới suy nghĩ đó. Mà vậy mà chịu đựng được hay thiệt á. Chị á, phải hết sức cẩn thận nha. Ừ. Con dâu của chị á, nó xuất thân từ nhà nghèo, bây giờ nó bước vào cái hào môn này á, chắc chắn nó chỉ vì tiền thôi. Chắc rồi, nó phải có âm mưu gì đó. Trời ơi, mấy chị đừng có cái nhìn tiêu cực về người ta như vậy. Chị Kim à, thằng Kiên con chị á, nó là cái người biết phân biệt tốt xấu, phải trái, đúng sai. Ừ. Cho nên là cái người mà trong con mắt nó lựa chọn á, là chị phải tin tưởng những cái điều đó. Chị phải nhìn bằng con mắt của con trai của chị hiểu không? Chắc chắn rồi. Thằng con trai của tôi á, là đứa giỏi giang, cho nên nó mới điều hành cả một công ty chứ. Thì bây giờ cái đứa lớn nó đã trưởng thành, nó đã quán xuyến được mọi chuyện rồi. Chị nên chuyển cái hướng sự quan tâm nó qua cái thằng Út nhà chị đi. Ờ ha, phải. Thằng Khôi nó hơn 30 tuổi rồi. Ừ. Xong cưới vợ đi. Ê, có khi nào nó mê đàn ông không? Trời đất ơi. Gì vậy? Chứ nữa, sao nó không lấy vợ? Thằng con của tôi là chẳng qua là nó mãi mê lo sự nghiệp. Cái tính của nó là cái tính chung thủy. Có thể nó cũng chưa quên được người yêu cũ. Chứ làm gì có chuyện gì chị nói. Thì đó, cho nên bây giờ phải làm mai liền cho nó. Ừ. Thôi, uống trà đi. Ừ. Uống trà. Bao nhiêu người phải đợi một người. Gia Quy này thay đổi từ lúc nào vậy? Dạ, con xin phép mẹ lên hối với Ngân. Con chào cả nhà. Ngồi xuống ăn sáng đi con. Hôm nay con phải đi xin việc, con sẽ ăn ở ngoài luôn. Ăn ở ngoài thì phải nói cho người ta biết chứ. Một đứa trẻ mà để bao nhiêu người lớn đợi như vậy đó. Quy tắc gì mà lạ vậy? Dạ, thưa mẹ, con bé còn nhỏ cho nên còn ham ăn ham ngủ. Con sẽ dạy lại con của con sao? Thôi ăn đi. Dạ. Dạ, con xin lỗi nội. Bây giờ trễ giờ rồi, con phải đi liền. Con chào cả nhà. Ăn đi. À. Dạ mẹ, ngày hôm qua con có đề cập với Ngân là muốn Ngân về làm cho công ty của mình. Nhưng mà con bé muốn tự lập. Con thấy bé Ngân có chí tiến thủ lắm đó mẹ. Dạ đúng rồi đó. Bọn trẻ bây giờ chịu tự lập là tốt. Con lo thân con kìa. Dạ. Nhìn cái gì? Khi nào con cưới vợ? Sao tự nhiên đang ăn mà mẹ nói chuyện này làm gì? Thì con lớn rồi, con phải có trách nhiệm gia đình chứ. Mẹ quyết định rồi đó, con phải đi coi mắt. Thời buổi này ai mà đi coi mắt? Đúng rồi, em trên 30 rồi, tao lấy vợ đi là vừa. Đúng không mẹ? Ăn đi.
Rồi, tôi biết rồi. Rồi, cứ như vậy mà tiến hành nha. Ok. Nè. Xin lỗi chú, con không cố ý. Kể từ bây giờ trở đi, đứng cách xa tôi ra 1 mét. Nghe rõ chưa? Sáng giờ toàn gặp chuyện gì đâu không? Chú. Cái gì nữa? Chú gặp chuyện gì mà chú bực mình dữ vậy? Thời đại nào rồi mà bà nội còn bắt chú đi coi mắt? Bà nội làm vậy đúng mà. Khó ăn khó ở như chú tới giờ không có bạn gái là đúng. Ăn nói gì vậy? Nói vậy là sao? Nghĩ sao thời đại này mà còn đi coi mắt? Thái độ chú vậy là chú không muốn đi coi mắt hả? Chú, khoan đã. Cái gì nữa? Còn có cách giúp chú nè. Nhưng mà chú phải trả công xứng đáng cho con nha. Con học ngành gì? Marketing. Phát huy đúng chỗ quá ha. Có cần ký hợp đồng hay không? Con tin chú, không cần đâu. Tôi cần. Chú cần gì? Đi thay áo. Ngồi đâu, khó ăn khó ở, tính tình kỳ cục, hèn chi ế. Chào anh Khôi, em là Tâm. Chào em, mời em ngồi. Anh đang gọi nước cho em, mời em dùng. Cảm ơn chị. Với cô gái nào anh cũng quan tâm giống nhau như vậy hết hả? Anh không có thời gian để hẹn hò. Anh Khôi, trời ơi, đi đâu mà bỏ em ngoài vậy hả? Kỳ ghê vậy đó. Đi đâu mất tiêu, bỏ em vơ vơ một mình. Ủa, bạn anh hả? Chào chị, em tự giới thiệu á, em tên là Minh, chị yêu cánh Khôi á. Tại sao? Tôi là cái người gần gũi cậu Khôi nhất. Mà có đúng không? Trời ơi là trời nè, con ruồi bay qua mặt tôi nha. Tôi biết là con nào giống đực, con nào giống cái. Tôi khẳng định đây là giống cái.